món kho. Thì cô bác anh chị bây giờ là đang đục cái cột này, cái cột bây giờ của anh chị. Bữa nay thì có em của anh Phương thì với bác trai là ba của anh Phương là cũng về đây để phụ gia đình để mà làm lợi cái ngôi nhà của bác kia. Đây thì cái cây cột bên giữa là cũng mới thay gắn mấy cây thêm một mái của bác gì. Ủa mày tha cái này chia chứ? Chuồng nó sạch. Dạ sạch, tưởng đâu tha nhớt vô chứ. Chuồng nó sạch thôi, bụi bặm lên lên dơ vậy. Trời ơi. Thêm bà đi ở trên cái cây cột mà giờ thấy ghê quá. Không có dịnh gì hết trơn á. Tự anh ba. Cẩn thận nha. Chào chú nha. Dạ. Cũng là sáng cũng tranh thủ về sớm hả chú? À, tranh thủ là sớm rồi những gái mình cũng cúng rồi. Dạ. Thì bữa nay khi mà về sửa nhà thì chú có cái tâm trạng như thế nào chứ? Cũng rất là mừng. Dạ, mừng hết chú. Dạ. Sửa lại nhà, sửa lại cho nó đúng theo cái phong thủy á. Dạ dạ. Đúng là cái hồi trước này nó làm thì nhỏ tuổi quá nên nó sai lầm. Bây giờ có nhờ cái mạnh thường quân mà cho được số tiền để sửa chữa lại gia đình nghe tin mừng sáng tục tranh thủ sớm. Dạ dạ. Thì sửa nhà xong rồi cũng tranh thủ đưa anh Phương về đây ha. Trong thời gian chắc cũng có một vào hơi lâu lâu để cho cái khỏe hẳn mới xương đó. Dạ dạ. Xương đùi của nó liền cứng cứng. Dạ dạ. Về đằng cha con nó hữu hỷ với nhau chứ ở dưới thì nó cũng nhớ con mà con trên này cũng nhớ cha mà ở dưới là có mẹ nó chăm sóc nó giờ cứ như đứa nít vậy á. Dạ. Chứ bây giờ mà chưa cứng cáp mà về cũng khó khăn. Khó khăn. Dạ. Cái đi tới đi lui rồi vệ sinh rồi nói chung là đấy nó dạ dạ không có người. Bữa nay con thấy sửa nhà mà chú với người con trai út trong gia đình là cũng tới từ rất sớm mà để sửa chữa phụ như vậy là cũng rất là quý rồi. Một người một tay một chân rồi nó đỡ tốn tiền công cán rồi. Dạ mừng cho đó. Dạ mừng là có một cái là chữa lại cho nó đúng. Cái gì đã lỡ thì nó đã lỡ rồi. Bây giờ thời gian thì còn lại ba cha con của nó. Dạ, cố gắng gắn gượng mà quên đi nguôi ngoai cái nỗi buồn phía trước giống như phấn đấu thêm nhiều hơn hả chú? Đúng rồi. Dạ.
Thì con thì với mấy anh em thì cũng không có biết nói gì hơn. Thì mong chú thì cùng với gia đình thì cố mà vơi đi cái nỗi buồn, để cho thời gian kế tiếp còn lo cho mấy đứa nhỏ với anh Phương, để gây dựng cái tương lai gia đình phía trước nữa. Dạ. Dạ, cố gắng nha chú. Dạ dạ, cố gắng. Dạ dạ, con chào chú nha. Thời gian gần đây thì chắc có lẽ phải quan tâm nhiều hơn từ trước. Tại vì trước đây thì hai vợ chồng nó còn đủ chồng đủ vợ. Dạ. Bây giờ vợ nó thì nó ra đi rồi, thì rồi cộng vô đi với nó, con trai thì nó cũng thương tật, không biết rồi nó có bình phục trở lại hay là không nữa. Phải quan tâm nhiều lắm, nhiều hơn luôn. Tại khi mà cái chân mà nó bị gãy giờ thì nó sức lao động nó yếu, nó giảm đi rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Với khi mà con thấy, khi mà bác sĩ chẩn đoán mà trong não á, ảnh á, mặc dù là ảnh bây giờ nói chuyện là cũng bình thường giống như mà không có chuyện gì, nhưng mà máu mà nó tụ trong não là nó rất là nguy hiểm. Tại khi mà xảy ra tai nạn á, nếu mà chảy máu ra thì nó cũng không có đến đổi, nhưng mà nó còn tụ bên trong á, như vậy người ta rất là lo lắng. Dạ. Nó bây giờ nó có cái chân thì nó một thời gian nào nó cũng lành, nhưng mà có cái gia đình rất quan tâm. Thứ nhất là với vấn đề cái bộ não của nó. Dạ. Nếu mà nó phát triển tốt, cái trí nhớ nó có trí. Dạ. Để rồi nó lo tính toán làm ăn, còn biết còn lo cho con, tương lai cho hai đứa con. Thứ hai nữa là trong cái lá gan của nó, thì nó trước nó có chấn thương, nó dập. Và một sợ là nếu mà nó uống thì nó can thiệp được thì đỡ, chứ còn nếu mà nó bộc phát, thí dụ như nó có lỡ trong cái lá gan thì nó cũng quan trọng lắm. Dạ. Từ lúc mà xuất viện tới nay thì bác trai với bác gái thấy anh Phương có cái gì mà nó khác lạ không chứ bác? Đôi khi cái thương tật nó thì mình đã biết, nhưng mà nó có cái thì nó khi nó nhớ khi nó quên. Mà lại bây giờ nó lại nó nói nhiều nữa. Nói nhiều hả? Nó nói rất là nhiều. Nói cái chuyện này thì nó nói cái chuyện kia, nó lo nghĩ xa giờ. Trời, hôm nay thì tụi con tới đây thì trước nhất là để thắp cho chị Trang cái nén hương, và bên cạnh đó thì ghi lại những cái đoạn hình trong cái ngày mà sửa chữa. Tại vì mấy ngày trước thì bên gia đình nói là ngày 19 thì tốt, thì mình cúng kiến mình làm xong, mình sẽ làm đúng theo cái giống như mà phong thủy cho nó cải tiến lại cho cái ngôi nhà nó tốt hơn. Thì ngày hôm nay thì khi mà gặp chú là ba ruột của anh Phương, thì có người con út của chú ở đây, con đặc biệt là rất là mừng. Thì mà ai cũng gắn bó mà để làm, để cho sớm cái hoàn tất cái ngôi nhà cho gia đình như vậy. Thì ngày hôm nay thì chú có muốn nhắn gửi cái lời nào đó đến tất cả những mạnh thường quân và cô bác, thì trong cái khoảng thời gian qua mà đã thương yêu tới anh Phương, chị Trang và gia đình của bác ở đây không? Chúng mình gia đình cũng rất là mang ơn những cái vị mạnh thường quân, rồi là đã quyên góp được số tiền. Cái thứ nhất là cho là Phương trị bệnh, rồi cũng có một số tiền để cho hai đứa cháu nội tôi nó ăn học. Rồi cái thứ ba, cái mừng nữa là có một số tiền để sửa chữa căn nhà, thì mặc dù chưa hoàn chỉnh, hiện đang giờ này thì tôi đứng nhìn thấy là rất là đẹp mà rất là chính xác. Lúc trước là do anh Phương cũng còn nhỏ nên không có mà biết được nhiều về cái vấn đề mà xây cất, mà cũng có những người thầy cũng có nói rồi, nhưng mà cũng lúc đó là cũng do cái tiền bạc thì xây cất là cũng vay mượn cũng chưa trả hết. Đúng thì rồi. Việc mà chỉnh sửa là thì đâu có thể nào có khả năng được. Đúng rồi. Thì hôm nay thì nguyện vọng của anh Phương cũng được hoàn thành, nhưng mà không may mắn là chị Trang là đã không còn nữa, thì thôi cái đó là cái số kiếp của chị. Thì mong là chị ở phía trên thì cũng được Phật bà rồi dẫn dắt đi về chùa ha chú bác. Nếu mà trong trường hợp mà nếu mà con dâu tôi là Trang mà nếu nó không mất thì chắc có lẽ là cái việc xây dựng này cũng chưa phát hiện ra được. Dạ đúng rồi.
nhưng mà có sự việc rồi xảy ra hoạn nạn vậy thì mới phát hiện ra được. Dạ dạ. Mà sửa chữa lại cho nó hoàn chỉnh thì trong tương lai thì Phương nó cũng còn nhỏ tuổi rồi, hai đứa con nó cũng còn nhỏ quá nhỏ. Dạ. Con căn nhà ở. Dạ. Đúng nghĩa. Dạ. Bác xích vô đây để nắng nè. Bác đứng xích qua đây con hỏi vài câu nữa. Đi anh. Đi vô đây mình lấy cái cột này phải không? Dạ. Bây giờ mình bắn lã nguyên cái cột này nửa cái này bỏ luôn. Dạ. Nửa mình tô liền lên là coi như mình đâu có lầu cái cột này nha. Mình ép đi luôn được không? Nè, em không biết nữa. Đâu đâu tao hỏi ổng ví dụ cái cây cột ăn sao á. Dạ. Đợi anh tí. Đợi hỏi. Bắn sát luôn phải không? Bắn sát rồi sao này mình tô là coi như bên đây nè. Dạ. Nếu mà không ấy thì tô cái mặt này trước, với bên nào trước, còn bên trước bỏ lại cũng được luôn. Dạ. Tại cái vách này không bao nhiêu tiền, rồi đâu bao nhiêu xi măng. Dạ, dạ. Mình bắn không có lộ cái cột này ra nữa, dạ, tô liền luôn. Dạ, dạ, dạ. Cái cột trên là tôi muốn ấy xong rồi đó Quân. Dạ. Chưa bắt máy. Đây thì cái cây cột ngay chính giữa thì cột xuyên tâm là cũng đục xong xuôi hết rồi. Vậy là còn chơ cái cây sắt, chút chỉ là lấy cái kéo cắt sắt để cắt ra. Này mà đập đi xuống tới gốc luôn hả chứ? Cắt bỏ luôn cột luôn, lấy tới gốc luôn. Dạ. Chứ không có xài cây cột rồi nữa. Dạ đúng rồi. Cũng như cái xiên ngay á, cái đạn ngay này á, mình vừa nãy là mình cắt từ cái miếng cái đầu gà này xuống không? Dạ. Tới mặt đất luôn, bỏ luôn cây cột rồi luôn. Dạ, dạ. Đó, rồi giờ tính hỏi hẳn là cái cây cột ở sau á, mình dán là sao là mình tô nó liền luôn, không có lộ những cái cột. Bây giờ chú Dũng mình vẫn đang 2 giờ rồi, 2 giờ phía đó, đang ngủ rồi. Bây giờ mình làm mấy cái kia đi, công đoàn đó mình làm sao? Đúng được á. Ví dụ giờ nếu mà ổng hỏi ổng chịu á, thì mình cắt mình tô có dắt luôn không à? Mình tô cái bút đó không? Mình bỏ lại cũng được. Dạ dạ. Nhưng mà mình quan trọng á. Dạ dạ đúng rồi. Đó là không bao nhiêu xi măng đâu, mấy cái ba hai bao ba bao chứ mấy cái dạ bỏ luôn là cũng như lập ngang vậy luôn. Yeah. Mà mình dạt là dạt nữa cái cây cột ở trong sau này, ví dụ nó kêu nó khả năng kêu nó cãi nó mấy bao xi măng nó tô cũng lại luôn. Yeah, yeah. Tô lại giờ cũng như là người ta liền luôn, là mặt ở sau mình dạt luôn, mặt ở sau mình dạt luôn, mình cắt đứt này luôn. Dạ yeah, dạ yeah. Cắt đứt này luôn đúng không? Là cũng như trong này là 4 cọng sắt thì mình cắt đứt ngày này luôn, mình lấy ra 2 cọng sắt là mình tô sau này, mình tô là nó liền với này luôn, nó không có lòi ra cái cột này ra nữa. Là lòi ra người ta không có biết. Vậy là chủ yếu là lấy mấy cọng sắt ở trong thôi. Lấy 2 cây sắt này, trong này nó 4 cây sắt. Dạ dạ. Mình lấy 2 cây, mình bỏ lại 2 cây. Dạ. Ví dụ chiều tôi cậu nó, ví dụ mình giải thích ổng, nói với ổng coi ổng có chịu hay không. Dạ dạ, coi có hợp lý không. Ổng có hợp lý không. Dạ dạ. Nếu sao này, ví dụ người ta dùng vô là tao không biết ở đây có cái cột. Dạ, nhưng mà hôm bữa là ổng, ông Dũng có nói gì với anh không? Không biết. Cái đó là cậu, anh không biết gì hết. Dạ dạ. Đó, ví dụ như mình tính là mình làm vậy cho nó tiện, cái là cho nó cứng cát không? Nó cứng cái cát cả nhà. Dạ dạ. Sau này ta là nhìn như là không có cây cột luôn. Dạ dạ. Như dứt liền luôn. Đúng không? Dạ. Như là hôm nay nói ổng là như cái này là 4 cây sắt. Cây cột là 4 cây sắt. Dạ dạ. Mình đục ra mình lấy, mình bắn nửa cây, mình lấy 2 cây sắt này ra, nó cũng còn lại 2 cây. Tự nhiên giờ anh ngủ mất tiêu rồi, không biết sao. Để chiều á, dạ, dạ. Chiều thì cũng diện tích có gì vậy cho bỏ á. Dạ dạ. Rồi không chịu, lần này tôi làm.